Ngày 28 tháng 2, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận đưa về cứu hộ hai con trăn đất cái do ông Nguyễn Văn Thắng và ông Nguyễn Thanh Phi cùng ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tự nguyện giao. Theo đó, ông Thắng, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức giao cho Kiểm lâm con trăn đất cái nặng khoảng 42 kg và dài khoảng 4,5 m. Các cán bộ kiểm lâm đã đến nhà ông Thắng tiêm thuốc gây mê con trăn rồi đưa ra khỏi chuồng. Ông Thắng cho biết khoảng hơn 3 năm trước, con trai của ông được một người bạn tặng cho một con trăn to bằng ngón tay. Con vật được gia đình nuôi dưỡng cho đến nay. Tuy nhiên, trăn ngày càng lớn, lo sợ con vật sổng chuồng gây hại nên ông Thắng liên hệ kiểm lâm để giao. Tôi muốn con trăn được thả về môi trường của nó và sinh sôi các con trăn khác, ông Thắng nói. Trong ngày, ông Phi, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức cũng tự nguyện bàn giao con trăn nặng khoảng 21 kg, dài hơn 3 mét. Con vật được một người cháu cho ông Phi nuôi làm cảnh đã hơn 5 năm. Hai con trăn đất trên đều là trăn cái, có tên khoa học là Python bivalvatus, thuộc giám 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Cặp trăn đất sẽ được đưa về chăm sóc cứu hộ tại trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi trước khi thả về tự nhiên.